Sức khỏe tốt xuất phát từ khi bắt đầu. Nó xuất phát ngay từ khi những em bé sơ sinh mới vừa chào đời với những ngón tay, ngón chân nhăn nhúm dễ thương. Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được nói về sản phẩm Colostrum từ Deep Blue Health, một hỗ trợ thiên nhiên có thể giúp cho những trẻ sơ sinh phát triển nhanh chóng về sức khỏe của mình và nâng cao hệ thống miễn dịch. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy đi ngược lại và xem thử Deep Blue Health Colostrum đến từ đâu. Sức khỏe tốt cũng xuất phát từ nguồn gốc của những vật liệu mà chúng ta dùng. New Zealand đã nổi tiếng trên thế giới về môi trường trong lành và sự không ô nhiễm thái quá, từ phạm vi nhà đến những cánh đồng to lớn. Nơi đó, thiên nhiên có thể nói là tốt nhất. Công ty được gia đình chúng tôi làm chủ và hoạt động với kinh nghiệm sáng tạo những công thức thiên nhiên về những sản phẩm sức khỏe có hiệu quả cao. Chúng tôi đã tận tụy bảo đảm rằng những sản phẩm của chúng tôi làm từ những vật liệu thiên nhiên có chất lượng, tin tưởng và kiểm nhận của New Zealand. Đó là nguyên nhân tại sao chúng tôi làm việc với những nông dân New Zealand, những người đã và đang sống ở đây qua nhiều thế hệ, để gặt hái những vật liệu thiên nhiên tốt nhất và mang lại cho những gia đình trên toàn cầu những gì tốt đẹp nhất mà New Zealand được cống hiến. Những cái tốt nhất của thiên nhiên gặp gỡ những cái tốt nhất của khoa học tại nơi sản xuất GMP nổi tiếng ở Auckland, New Zealand. Sản phẩm Deep Blue Health được chế tạo từ những nhà chữa bệnh theo phương pháp dưỡng sinh kinh nghiệm và sản xuất bởi GMP theo nhu cầu của chúng ta. GMP đã được sản xuất những sản phẩm từ những vật liệu của New Zealand. Và bởi vì New Zealand là một trong số quốc gia được kiểm tra nghiêm ngặt nhất trong thế giới, sự làm việc chung của chúng tôi với GMP đã bảo đảm rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ trội hơn những yêu cầu quốc tế và thích nghi những tiêu chuẩn chất lượng và an toàn nhất. Vậy Colostrum là gì? Và tại sao tốt cho trẻ sơ sinh? Deep Blue Colostrum là một hỗ trợ rất đặc biệt cho những trẻ em sơ sinh không được nuôi bằng sữa mẹ. Như chúng tôi đã nói trước đây, sức khỏe tốt xuất phát từ lúc ban đầu. Hành trình đến một đời sống khỏe mạnh xuất phát từ sự chăm sóc cho trẻ em ngay khi sinh ra. Và đây là những thứ mà thiên nhiên cung cấp, cả hai, loài người và động vật có vú. Trong thời kỳ sinh sản, sẽ sản xuất ra những chất đạm đậm đặc, những chất khác như những chất sinh tố và chất khoáng cần thiết cho cơ thể. Nó là định luật tự nhiên để sản xuất ra nguồn sống dồi dào cho trẻ em sơ sinh cần để phát triển sức khỏe trong những tuần lễ đầu tiên mới được sinh ra. Colostrum là chất sữa đạm được động vật có vú phát sinh ra ở giai đoạn 24 tới 48 giờ sau khi sinh sản. Colostrum của bò gần giống như người và vì thế nên dễ tiêu hóa trong cơ thể của chúng ta. Sữa đạm này rất dồi dào những sinh tố, chất khoáng, axit amin cần thiết cho cơ thể. Khi những em bé mới được sinh ra, các em có sức đề kháng rất ít, có nghĩa là các em dễ bị nhiễm lạnh và nhiễm trùng. Hơn thế nữa, trong những tuần lễ mới được sinh ra, em bé phát triển rất nhanh chóng và có thể tiêu hao đi những nguồn tiềm lực trong thời gian này. Deep Blue Health Colostrum là một chất bao gồm những chất đề kháng và kháng sinh, có thể giúp cho những trẻ em nâng cao hệ thống đề kháng và chống lại sự nhiễm trùng. Nó cũng là những sinh tố, những chất khoáng và những axit amin thiên nhiên dồi dào, phụ trợ cho việc phát triển nhanh chóng, những cơ bắp, xương và khớp xương tăng trưởng khỏe mạnh. Deep Blue Health Colostrum là một sự chọn lựa tín nhiệm của bậc cha mẹ muốn giúp đỡ và bảo vệ những trẻ em sơ sinh của họ, chống lại sự nhiễm trùng và hỗ trợ sức khỏe của con em họ phát triển. Bởi vì colostrum là chất bột nên rất dễ uống, dễ thấm và dễ lưu thông trong máu của trẻ em và là một điều có lợi tốt đẹp nhất. Những điều mà cha mẹ phải làm là cho 1 hay 2 muỗng bột của Deep Blue Health Colostrum vào sữa của em bé mỗi một ngày. Vậy, chúng ta hãy tóm tắt. Deep Blue Health là một sản phẩm hỗ trợ sức khỏe rất thiên nhiên của New Zealand theo những nhà kinh nghiệm chữa bệnh theo phương pháp dưỡng sinh của chúng ta cho thấy những sản phẩm tự nhiên được tạo thành từ những vật liệu thiên nhiên tốt nhất của New Zealand.
Những sản phẩm của chúng tôi được sản xuất bởi GMP nổi tiếng và cam kết hội đủ những tiêu chuẩn chất lượng cao và an toàn của thế giới. Colostrum có thể giúp thêm hệ thống miễn dịch của những trẻ em sơ sinh trong những tuần lễ đầu để chống lại sự nhiễm trùng và giúp đỡ sự phát triển. Sức khỏe tốt xuất phát từ lúc ban đầu. Sức khỏe tốt xuất phát từ những vật liệu tin tưởng, thiên nhiên và có chất lượng. Sức khỏe tốt xuất phát từ Deep Blue Health.